chiều nay Quốc hội họp riêng tiếp tục công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết số 157 ngày 25 tháng 10 năm 2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Bùi Văn Cường. Ông Bùi Văn Cường thôi giữ các chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15, người hưu theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành.